chị bẩm mới quay lại quốc tù quá. Chị bẩm mới quay gì? Ê mày làm sao mày quay chị bẩm đủ quá. Hello mọi người nhá. Nói là thiệt đấy. Cuộc đời mày đó nó vui vẻ lắm các bạn à. Nó mỗi lần chơi á là mình tích. Đúng quá. Mỗi lần vui á, mỗi lần vui nha các bạn. Đời nó vui tươi, yêu đời lắm các bạn à. Đấy là vô vấn đề chính đi, đủ tao đều vô vấn đề chính đi, vô vấn đề chính đi. Quá ai thang anh, thang anh. Hello. Chúng dập cái mông luôn à, quay. Lỡ. Hello. Nè ơi. Thằng tám mày làm đừng chào. Hôm nay là anh em mình nè. Giờ đậu mẹ. Giờ mình vô. Làm gì nói nha mẹ này. Điều chẳng tôi kêu ông đi anh chị mà thôi mày làm với ông ấy. What? Anh không có hộp đồng. Anh nói để làm chung với ông là làm. Giờ nói gì hay là nói. Nghe đi. Tao nói gì? Đây là anh đây là đài truyền hình An Ninh Bình Định đâu mày. Tính chào thiết đại bàn. Nhanh cho mình đi nhanh. Đâu người ta của em. Thiết mà cầm máy quay mày quay tao Trung Quốc. Bữa nay là mình sẽ làm clip. Quần nói nha mày. Thôi mình vô đồ mày mình giang mình giải ngàn mình nhái của em đi. Dạ nha các bạn. Đủ hôm nay đây tôi thích uống của em mà. Nó mà giỏi quấn thuốc nè, quấn đây. Ui quốc. Vô. Ai nhớ là ăn hiếp à. Bây giờ mày vô mình. Dạ anh em mình vô là nhái nó chìm mà. Đủ má mẹ hư mẹ rồi. Thôi giờ em mình vô đây. Đây là đối chơi clip này nha. Đi. Đây có quay ra nha các bạn. Đồ má rồi nó chạy. Đồ chồng lên giờ đã chưa ra chiều lên đây anh. Những cái gì đi nhé đồ. Ờ đó động. Trong bỏ vàng ra đồ má chờ nó lúc qua. Lên. Ẩm thực đồ nha, đồ mẹ thôi chứ kia gì nên các bạn rồi. Làm thật đi. Đất. Xuống từ á. Kêu lên đây. Bứng màn đấy anh. Nhân nhiêu mà nhân cái màn nhau dài mà. Số vậy. Làm gì là làm nó thật lắm lên. Này làm ẩm thực. Rồi bứng màn đấy anh. Sầu riêng. Thì người ta vô nhà mà có không lần chưa nhập cái dao mà. Chưa nhập cái dao. Mày nhú gì? Bà vô là đánh nhàn nha. Em bưng bàn đấy động mày không đâu. Nhanh đánh nhàn nha. Nhưng cái nhàn nó thôi. Nhưng cái nhàn nó thôi. Nhưng cái nhàn được không? Nhìn nói mày nhớ Nhà mà em nhắc đồ mày nhắc đó nè. Đúng á, đúng nhắc nào đó nè mà nhắc. Nhắc 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 nh
Nói chạy mình nó nói chạy mình trái nữa rồi. Đến là đắng đó. Em. Nhông nhau nhau. À, nó nhậm nó. Nó mẹ nó. Nó nhậm nhậm. Ngu vậy. Vậy nào nó nhậm nhậm mình. Nó nhậm nhậm. Thôi nó mẹ. Lo mẹ đi uống không về. Thiếp đồ mấy cái luôn đó. Nhá nhảy. Nó là bùa. Chứ sao mấy ông cứ nhái luôn vậy? Nhái 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 đâu? Cái đồ mày. Cái đồ mày. Cái đồ mày. Cái đồ nó đẹp hoàng ơi bây giờ nó đã giải một bữa nó giải rồi tụi nó biết là nó giải rồi nó giải rồi nó giải sao quyền nó giải sao quyền tụi mày nó thích đúng không nói cái gì chưa nhưng mà nói gì là nói gì là mình bóc ra đâu rồi bóc nhau nghĩ sao không bóc bữa anh nói nãy lời em không nói nó nghĩ rồi nó đi xúc cát bây giờ nha đi xúc cát cái nhau bây giờ nhá nhá thì quyền em nói là gì là nó nhái lại rồi. Ý là nó em nói chậm đâu. Ý là nó nói lại là bắt chước con nói. Có bắt chước là bắt chước. Bắt chước là nói sao chủ yếu là không mà cứ nhái nhặng em chung. Chiều độ mẹ kêu vô lấy hành tiêu tội ra làm. Ông đấy ông quốc nhái gì em? Nhái gì? Nói giọng nói đúng cho nó. Nhái sao nhái sao nhái câu gì nói lại đi. Lại coi không? Trời ơi, ông giết tình anh em, quýnh nó nữa. Ông lên vô lấy hành tiêu tỏi nè, nói ông lấy hành tiêu tỏi gì? Ông trai lên vô lấy tiêu tỏi nè, anh em. Em vô lấy mày. Mày sao mày trai nó nữa mày? Máy đi vô đây, máy đi vô nè. Nhanh. Đi đi đi, anh được riêng hả? À, máy xỉ. Mềm trái này. Chồ, cái siêu to khổng lồ mày. Chồ, cháu đừng mít dưới em. Bó sầu riêng lượm mấy sầu riêng cho mày. Nó thốt lắm mày. Cái này giờ mình cho mình đập nó mà. Bó sầu riêng này lượm sầu riêng mèo vàng vàng kia. Sầu riêng này sống mẹ. Sầu riêng này ăn cái sầu riêng này nướng này ngon thơm thơm. Sầu riêng nướng ngon lắm. Hay, thơm lắm mọi người. Sầu riêng thì mình nướng ơi. Nướng mày. Giờ hả? Đậu bé sầu riêng nướng. Sầu riêng mà nướng sầu riêng mình ăn. Đậu bé biết anh sao? Anh mình ăn mẹ luôn cho anh ăn mẹ đi. Đậu bé xong rồi sao anh? Mình ăn cho mình ăn luôn. Đậu bé còn làm gì nữa má ông đậu? Chính là lột anh với đậu phụ mẹ. Ừ, anh với anh. Còn như mình nhắc em ăn mẹ luôn. Mình nướng ăn luôn. Đợi chút hả? Tao đỡ từ từ rồi kịp kịp bắt mát mình ăn luôn. Ờ. Mong mát mà. Không ngồi đây chơi. Để bây giờ mua chơi theo anh em. Bây giờ mình hát cái bài từng tình anh em ơi. Hát tình anh em ơi. Coi à, anh em mình hát luôn em, hát không? Như nhố trên trà đúng mình. Mẹ cái gì vậy? Hát tình yêu mà nghe mà nói là cái này là như tao nhớ là cái sao vậy? Thiên Lang cứ hát vậy hiểu sao ông tức đổ cái lá mà hát tự nhiên à? Mày ra Khánh Phương không? Mẹ nó hát cũng dạng vậy. Hát tiếng mình thường tự hát gì? Thôi chứ là Thiên Lang mà. Chậm nó, mày nói đi là ủy. Câu này
bữa giờ đầu đâu được. Hai nó đem nó xuống cát nữa. Buồn kêu, kêu đi bộ hồn hẹn. Chớ bữa đụng mày tôi đi bộ hồn cho cái chấm rửa sao. Đụng mày chở rồi đuổi thằng em mày đi xuống cát nữa mày. Ờ con thử cho tiền lại không? Nó đang nghĩ hả? Lần này rồi chắc quá cũng đang nghĩ nữa đâu. Nói chở đừng có buồn nha. Dạ thôi em đi là vui chứ không có gì đâu. Ừ. Anh vui em có quậy đúng không? Anh vui em có quậy đúng không? Để vô lấy sầu riêng cái chế độ mình nào lấy đi. Mới mua mấy cái đây mà. Lên lấy một bình nha. À. Đi nhậu. Đồng viên đồng viên giúp anh nè. Chạy nhậu nhậu nhít nhít nhít. Nín là nếm không? Ngồi ra chơi. Anh đi đừng có chặt bánh nữa. Đi nấu. Lại quất lên rồi. Còn nói chuyện với em ấy. Tất không? Em. Anh nói vậy anh chặt không? Chặt cái vui anh em chặt cái vui. Đúng mày thì chặt kêu bị uống tức mà mày nó đặt lên. Em đâu? Nó cũng phải nữa. Em coi mọi nó tự sức quay. Hồi giờ nhà em làm gì vậy? Mình tráng. Ở nhà em tráng tráng. Sao không biết thầy ạ? Ủa mày tao vô nhà mày rồi tao không biết. À cái nhà mà bữa mình nướng kìa. Bữa nhà sập sập đó. Đúng rồi. Nhà đó rồi nó bị dè nó mà nói nó làm bánh tráng chứ không một người gì đâu. Nhà đó rồi nó bị dè nó mà nói nó làm bánh tráng chứ không một người gì đâu. Tao mày đi về mày thua nó mày nó coi lúc nào nó đang lấy à. Đâu nhậu anh nó giỡn vui đó đâu. À nhanh nhanh nữa. Ngồi đây không có hộp mày đâu ngồi đâu mày. Nhậu nó nhậu nhé mẹ nhau mày. Anh có nhận á. Anh đâu? Anh đến em mà biết rồi, anh chụp nó nói đâu đâu á. Đừng hát nhiều quá. Ông xúc phạm tôi đâu, mấy ông xúc phạm tôi không nhiều quá. Nó nói nghe sao. Đi vô. Nó biết rồi. Thôi đỡ mẹ ngủ nhá. Ăn uống đâu cái gì nữa. Nó nhậm mà thì ở đâu hợp với người đâu. Giờ đang tráng được quyền. Thôi đừng được. Đừng ngủ em. Nói giải bạn giờ. Nó giờ nhậm nhai nhỉ. Nó nói tao cũng nghe luôn mà. Đồ xe. Đé đều chừng tụi. Đừng biết lên. Mày nó biết lên. Thôi mình nói chi. Mà đâu nè mình nói thiệt chứ lên luôn mẹ. Nói thiệt chứ tụi mẹ nhầm nói nhà nhau nữa. Đồ ná. Cái nồi anh nhanh. Nói đồ mất nãy giờ già tiếp môi quá. Thôi chụp lên. Nói sao mà khóc chị ra chi? Chị khóc bi, lộn tay khóc nước lắc bi. Thiết độ mẹ nó rồi rồi. Cho anh em chồng dễ bi, chồng nó dễ bi. Hãy chồng đó. Mày dưới bi. Ta nói thiệt chứ không phải chồng. Em ra nói này cô em. Anh em chờ cho nói chập cái giải đục rồi tôi khóc đi. Nãy giờ gặp tao tôi nói gì? Nó nhỏ chứ đâu phải nó lớn rồi. Mày chập thì ông quốc rồi, ông tự ái rồi ông cũng biết chứ. Ông làm nữa ông nữa. Quốc không anh nó đục tôi nãy giờ. Nó nhìn rồi nó khóc. Muốn cái là đậu mẹ nó trốn nè ông tay trời. Đâu phút đâu? Sao tụi em thấy? Nó kêu gì nó tới ba mẹ luôn vậy. Không kêu ngờ không gì đang đang này. Mà không rồi. Mà nó bảo là nói vậy khác thiệt luôn. Cái mỏ kỳ vậy nói dài nói nữa. Cái mỏ kỳ vậy nói dài nói nữa. Cái mỏ mày cũng đâu có đẹp gì đâu mà nói đợi mày nha, nó đã đụng mẹ nữa. Có nên gì mẹ em có không? Cái gì đó. Hơi bụi mày. Tao đang xin nhậu người đi. Thôi với em. Mày lẩu nói gì? Tổ tiệc mày đó. Quốc cày giận chưa à đi ngày quốc cày mẹ giận giận không giận nữa điện sao nói anh em không giận nữa giận rồi giận rồi giận rồi nói rồi rồi mới chào có rõ hả lên vô cầm chụp điện này anh em mình làm đi đỡ bớt làm đi thôi làm anh chào đi em không nói giận tôi anh nãy giờ giận em sao đâu giận đi đi mẹ mẹ mày ông đã nói gì vậy quốc nói sao nói im đi. Mấy khác anh vui lắm bây giờ anh rồi. À, anh rồi đi ơi. Mấy mày hết. Mày
hết thương bà già rồi cháu. Thiệt. Hết thương bà già mày sao mày nhai sao? Mày hết thương bà già mày nhai. Quá đầy quá. Cái gì? Mày tao kẹt dẹp dẹp lên mày mày sao quay kia mày mày nói cho mày dẹp em thâu cơ độ điên cho mày đừng ngồi đây biết đâu mày chào giờ chưa trời của em mà giờ tụi tao mày sao 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 bơ nó kêu tụi mày tao sao tôi làm mấy quay xuống à leo lên leo lên mày tao sao vậy rồi ê các cái quắc các cái người ơi chỗ anh em đậu mẹ đi sao mày lấy đồ của mày nhở một mình giờ sao giờ cái giải quyết không trời trời em cái đen mà cái bơ sao mày đụng mấy người vậy giờ cái giải quyết cho sao mà làm cũng ngu quá giờ tụi tao giờ nó làm rồi lại biết đâu tụi mày kêu ấy tao một tụi mày vô kêu đây cho sao nãy mình nãy đó nè nãy được đột biết chọn biết ẩu ra mày thử thử mày mời bấm con ủa ở chiến gia đó cái đồ mẹ mình nhau tu luyện cái gì đang vợ giải quyết còn làm nó vợ kêu nó đi anh làm anh em mình làm ẩm thực này anh em mình phải cầm cái tay nè ủa mình cầm tay nè mình tới đi đang nói chuyện thì của em kia cầm cái tay nó trộn đít đó đồ mẹ trộn có mở không hả đang vô nói chuyện của em kia mình tên cái mình cầm cái tay coi nãy giờ nói để mình để giải thích với con em rồi nó giờ của em giận con giận đó em không em nữa nói mấy người giờ có cái giọng của em nói vậy rồi giờ mà anh đừng có nhái em nữa à ơi quốc trai không cái đây là tụi anh thiệt ra là chỉ là đùa giỡn đâu giỡn quê đáng đụ mày cho nó đeo người khác nghĩ rồi con tôi đâu có muốn một phút đâu đó bày à không nói chung giả đâu mày lên đi ờ quên lên đó đâu mày không của em ấy về thôi vậy nha anh em mình hiểu làm người này biết đâu để cho em mạnh dạn hơn vậy thôi chứ em đừng có ngại gì hết nha anh đừng có buồn mát nước cái chuyện đừng có buồn hết á sáng nay trường quốc thì lương cộng anh em bữa sau mà không nhá em nữa em ủi ổng rồi nào không có hết á nào mà nhá em trường lương cộng em đừng anh buồn nhá nhá anh kết thúc clip đây để làm cái ẩm thực nha em vui lên nha cười cái coi